Chào anh em nhé. Tiếp tục giới thiệu với anh em một chiếc Lexus ES250 sản xuất 2017. Xe màu vàng cát, nội thất nâu. Một trong những chiếc xe thuộc phân khúc hạng sang vừa về Thành Long Auto. Chiếc xe siêu lướt anh em nhé, sản xuất 2017. Tuyệt đẹp. Lăn bánh 38.000 km. Một chủ từ mới về Hà Nội. Chúng ta ở góc này chúng ta nhìn thấy nội thất của xe rất là đẹp và sang trọng. La răng 18 inch. Dàn lốp là Michelin anh em nhé. Lexus thì nổi tiếng với khả năng cách âm rồi. Khả năng vận hành bền bỉ chắc chắn. Chiếc này quá đẹp luôn anh em ạ. Bô líp sau rồi cảm biến lùi, camera lùi trang bị đầy đủ hết anh em nhé. Một thương hiệu đến từ Nhật Bản, Lexus. Chiếc xe này xe mới đắt lắm, cả đăng ký vào hơn 3 tỷ cơ anh em ạ. Hiện nay mình đang chào bán mức giá hết sức hợp lý, 1 tỷ 850 triệu có fix một chút. Nhưng quan trọng là xe đẹp, không lỗi lầm. Động cơ máy móc nguyên bản. Đấy, chúng ta tiến sâu hơn một chút để xem nội thất của xe nhé. Đầu tiên là ngắm cái vô lăng trước. Vô lăng ốp da. Phía bên trên của vô lăng thì được là ốp gỗ. Gỗ bóng, rất là xịn sò luôn. Tăng cảm giác lái. Phía bên tắp ly đây thì thấy ngay là đây là chiếc xe có trang bị nhớ ghế. Nhớ 3 vị trí ghế anh em nhé. Đấy, toàn bộ cũng được ốp da. Đấy, rất là xịn luôn. Ghế lái chỉnh điện, ghế phụ chỉnh điện anh em nhé. Đấy. Ghế rất xịn. Màu sắc của chiếc màu sắc của cái nội thất của Lexus này nhìn nó rất là ưng. Đấy. Tạo cái không gian nó rất là sang trọng, thoải mái. Rất là nhiều chức năng. Có cảnh báo lệch làn đường này, rồi là cảnh báo điểm mù này. Âm thanh này cực kỳ hay luôn. Xe lăn bánh 38.000 km. Đấy, cảm biến gạt mưa, cảm biến ánh sáng. Rất nhiều option. Đấy, có cả đồng hồ trung tâm. Tạo nên cái cảm giác sang trọng khi bước lên xe. Hệ thống loa. Âm thanh cũng rất là tuyệt vời luôn. Rất nhiều chế độ lái. Rất nhiều chế độ lái trên xe anh em nhé. Xe có cả sấy sưởi. Rất là tiện nghi. Chúng ta đến hàng ghế sau nhá. Hàng ghế sau thì toát lên vẻ là nó ngồi cái góc ngồi rất là thoải mái rồi. Có tựa để tay, các cái phím điều khiển trung tâm. Có cửa gió điều hòa phía sau. Không gian xe cực kỳ rộng rãi thoải mái. 1 tỷ 850 triệu anh em nhé. 1 tỷ 850 triệu cho siêu phẩm này. Anh em nào quan tâm liên hệ luôn với Thành Long Auto nhá. Liên hệ luôn với Thành Long Auto anh em nhá. Chìa khóa xe đây anh em nhá. Hết sức xịn sò luôn. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip.